Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được kính chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Đây là kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính. Những người tuổi Khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ có uy quyền, có địa vị. Những gia chủ tuổi Nhâm Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó là niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy mà trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho những người khác ở những nguy hiểm đang rình rập phía trước, phía sau. Nhờ vào sự tinh tế này mà những người tuổi Nhâm Thân dễ dàng có thể thấu hiểu được tâm tư, nỗi niềm thầm kín của những người bên cạnh mình. Và từ đó thì đương nhiên là họ sẽ tìm được cách chia sẻ và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Trong tháng 4 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Nhâm Thân phạm phải hạn xung thái tuế. Đây là một năm mang lại nhiều trắc trở đối với tuổi này. Và đương nhiên rằng với con mắt có khả năng ứng biến nhạy bén của mình và những khó khăn trắc trở đó thì sẽ không làm cho những quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân cảm thấy bị nhục chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Nhâm Thân dễ dàng vượt qua những khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 4 âm lịch chính là thời điểm đột phá của quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân. Vậy nên vận trình tài lộc của những vị gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng này thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mang mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo, là những người lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và trầy trội. Đây chính là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót và thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng chính là hình tượng của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân sinh năm 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi. Họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được mức tối đa trong các vấn đề của công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một lối đi tắt riêng. Xem tử vi tháng Ất Tỵ năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc sẽ tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân sẽ có cơ hội gặp được một nửa kia phù hợp. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu liên quan đến chuyện vợ chồng. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Thân, và nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, người tuổi Nhâm Thân có một tháng mới đầy triển vọng. Bạn còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong năm nay. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng, giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm dìu dắt của cấp trên cũng như những người có kinh nghiệm nên nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến của tương lai. Tuổi trẻ vẫn còn, mặc dù đã va chạm nhiều, nhưng bản mệnh vẫn có nhiều điều cần phải học hỏi và tốt nhất là nên giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háu đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên, vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thấy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi nhâm thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, theo phong thủy lộc tài, tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư kinh doanh trong năm nay thì bạn cũng nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn, không nên nghe theo những lời rủ rê, lôi kéo của người không đáng tin cậy. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó thì tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân của phong thủy Gia Cát được trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ đều có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe, tuy nhiên vẫn cần phải chăm sóc, chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn hoặc đồ chiên xào, nếu không thì dễ dẫn tới các bệnh về dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra trong tháng này cần phải hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Người tuổi nhâm thân còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Những gì bạn cần làm lúc này đó chính là cắt giảm thức khuya đều có thể gây ra thiệt hại không thể hồi phục cho cơ thể của bạn. Ngoài ra bạn cũng cần phải cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý. Các quý vị gia chủ tuổi nhâm thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi nhâm thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tháng này các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy tiến gần đến và thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn. Đừng đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với người tuổi nhâm thân trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi nhâm thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi nhâm thân trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc.
ngày âm lịch, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 4 âm lịch năm 2022, và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn, biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi, và quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!